Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con điện thoại của Google. Con này là con 4XL. Thì cái con điện thoại này cũng khá là cũ rồi, không còn mới gì nữa. Bây giờ nó ra con Pixel 6 Pro rồi, rất là ngon. Thì điện thoại của Google mà các bác sẽ biết được là nó mạnh về camera và phần mềm. Thì cái đấy em sẽ nói sau. Còn bây giờ em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình của nó trước, tại vì đây là máy cũ cho nên là kiểm tra ngoại hình nó trước. Nó qua đi. Rồi. Thì đây các bác. Đây là cái cạnh dưới này. Đó. Cổng C em thấy cũng gần như cũng chưa xước mấy. Hơi thôi. À, đây, cái cạnh của góc này này. Nó hơi xước răm một chút xíu thôi. Nhưng mà phải nhìn kỹ mới thấy, tại vì đây là cái khung viền của nó bằng màu đen và nó hơi nhem nhám ấy, cho nên là nhìn mãi mãi nó mới thấy. Và cái khung viền nó nhám khi mà có cầm cầm nắm như này, em thấy nó rất là ok, nó khá là chắc chắn, nó không bị trơn trượt như kiểu là mấy con LG nhà mình. Đấy, đây là cạnh phải này, thì cạnh phải gần như là chưa sức cái gì các bạn. Đó, tăng giảm lượng và có nút nguồn màu, chả biết gọi cái màu này là màu gì, nó mới hơi hồng hồng, hơi cam cam nữa. Đấy rồi. À, đây là cạnh trên này, có một lỗ mic thôi, cũng các góc ở cạnh trên này cũng chưa xước tí nào. Còn đây là cạnh trái thì có một khe sim thôi, thì em sẽ tháo luôn cái khe sim cho các bác xem luôn, trích thì thể trích luôn cái khe sim của các bạn. Đây này, thì khe sim của Google họ làm bằng kim loại nhé, ở ngoài thì bọc bằng nhựa thôi nhưng mà em thấy nó cứng cáp hơn LG nhà mình. Đây các bác có thể thấy được cái số email ở trên cái sim này, thì cái đuôi của nó là 15105. Đó, đó có thể nhìn thấy cái số email. Cái móng tay em nó hơi 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 bẩn, các bác thông cảm nhé, vừa đi làm về nữa. Em đến nhìn lại này, 15105. Đấy, thể thể check luôn, check luôn cái số email này. Đây thì em sẽ check luôn bằng cái lệnh SATA 06 xem được không nhé. SATA 06. Đó, ok, được các bạn. Thì đây, cái email của nó này, 15105. Đó, các bác có thể nhìn thấy đấy. Thì cái khe sim và cái máy là ok. Rồi, tiếp theo, trực tiếp về cái ngoại hình. Mặt lưng xem thế nào nào. Đây. Cái này phải làm thật sạch cái camera đi các bạn. Rồi, cho các biết về phần camera luôn. Thì đây các bác. Như cái camera này em thấy là cái phần khung viền ấy, cái phần khung viền thì nó hơi xước một chút xíu. Đó, nhưng mà cái phần kính bên trong ấy thì em thấy là gần như chưa xước luôn. À, các bác có thể nghiêng nghiêng ánh điện cho các bác xem. Đó, gần như chưa xước luôn. Đó, và cái phần lưng màu trắng này này, em khi mà nhìn thấy nghiêng 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 ánh điện ấy thấy nó hơi hơi có những cái đốm đốm màu trắng trắng ấy. Đây các bác để xem nghiêng nghiêng nào. Đó, đó đó, chỗ này này, đấy. Đấy, nói chung là khắp mặt lưng đấy nhá, không phải riêng chỗ đấy mà ý là nghiêng nó sẽ nhìn thấy cái hiện tượng như vậy. Thì cái hiện tượng này em không biết đó là lỗi hay là tính năng của cái mặt lưng này như thế. Thì các bác nào dùng Pixel 4XL thì có thể comment bên dưới. Nhưng mà em thấy là có vẻ là đó là chỉ là cái mặt lưng này nó như thế thôi. Nhà sản xuất người ta làm như thế thôi. Có một chữ G ở đây. Rồi. Đây là mặt trước. Mặt trước này thì em lau nó không được kỹ cho lắm nhưng mà cũng có thể là thấy được một số cái vết xước. Đây đây các bác này, các bác có thể nhìn thấy cái vết xước hơi đây này. Đấy, cái chỗ góc này nó như kiểu bị hơi hơi mài mài đi ấy. Đó, nhưng phải nghiêng kỹ mới thấy đó. Và ở dưới cạnh dưới cũng có một vết gần gần như thế. Đấy, đấy, nó nhẹ hơn một chút rồi. Và ở phần trong màn hình này thì đúng là có những vết xước răm răm thật. Đấy, các bác nhìn thấy. Nhưng phải nghiêng ánh điện mới thấy được. Và đây có một vết xước răm nhỏ, à quên, to hơn một chút. Đó, và đây. Cái này, những cái vết xước này thì các bác dán bất kỳ một cái mì dán nào lên thì nó cũng hết thôi, không vấn đề gì. Rồi, đây là cái cam trước này các bác. Cái cam trước này thì cũng ngon, cũng chưa xước cái gì cả. Đó, có cái lỗ tiệm cận ở đây nhá. Nhắc lại nữa, đây là tiệm cận nhé, chứ không phải đèn LED thông báo gì đâu. Như nhiều người, kể cả bên nhà dị thế, các bác
cứ thắc mắc đây là đèn led thông báo thì cái này nó không có đèn led thông báo đâu, đây là cảm biến tiếp cận nhé. Còn bên này các bác có thể nhìn thấy hai cái, ví dụ đây, ở đây này đấy, nó không nhìn không thấy à, đây này, chỗ phía này nhé, đấy hai đèn đỏ lên này, đấy là hai cái, đó là cái cảm biến FAD 3D đấy, nó rất là sáng rồi này, đó sáng lên luôn đó. Thì các bác nhìn như thế là cũng có thể hiểu là cái FAD nó còn ngon rồi. Ok, đấy là phần ngoại hình thì em thấy là con máy này nếu mà đánh giá đến 99% em thấy cũng được, thì 89% là ok đẹp. Tiếp theo ấy là về phần màn hình, thì như em nói ở trước ấy thì cái cầm nắm của con máy này rất là ổn luôn, cảm giác cầm nó như cầm iPhone, nó khá khá là giống cái kiểu đấy. Và cái mặt lưng này nó làm không 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 phải là cái dạng mà bo cong quá nhiều như kiểu con Wing này. Con Wing này thì nó rất là bo cong luôn, bo cong ở những cái phía này này đấy, con này thì bo rất là vừa đấy. Và cái màn hình đằng trước cũng thế thôi, nó bo vừa phải rồi, nhưng trên này nó tổng quan thì nó khá là bằng phẳng. Và cái con 4XL này này, đây các bác có thể nhìn kỹ lại thì cái phần màn hình này này, nó không phải là mình cái kính này nó tràn ở ra cái cạnh viền này đâu, mà từ cái kính đấy nó đến cái khung viền này nó còn qua một cái lớp, đây em cũng không biết bằng lớp bằng kim loại hay là bằng nhựa nữa thì em không rõ, nhưng mà nó còn một cái khung viền đó, nó còn khung viền bằng màu đen ở đây khá là dày đó. Và thực sự các bạn, cái con 4XL này độ hoàn thiện của nó cũng em nghĩ nó cũng chẳng hơn gì LG nhà mình đâu. Đây này các bác, cái phần màn hình này này nó cũng chờ thì nó lên led đây, nó cũng hở lên khá là nhiều đó, hở lên khá là nhiều đây, các bác nhìn ở khu này này, nó chẳng khác gì con V50 cả đó. Đó các bác thấy cái độ hở của nó này đó. Thì tuy nhiên ấy, cái hở này thì nhiều bác có thể đánh giá bảo là có thể là hàng bị thay kính hoặc là vấn đề gì đấy, nhưng mà em nghĩ nó là chuyện bình thường, vì con máy cũ rồi, nó keo nó phải kém đi và cái độ hở của nó phải tăng lên đấy. Và các bác nhìn nó kiểu là không bị là keo là được, là có thể chấp nhận được rồi. Còn đương nhiên nó hở ngoác á, thì không nói, nhưng mà cái hở như kiểu kiểu như này thì em thấy là rất bình thường đó. Đó rồi, thì cái việc hở ấy thì nó cũng chẳng kém gì LG nhà mình đâu. Và anh em sẽ thắc mắc là còn áp hay không thì tí nữa em sẽ test áp cho các bác biết. Và đây, khi mà mở màn hình lên ấy, thì thực sự là em hơi thất vọng một chút chút lớn, thì tại vì cái con 4XL này chắc là học đòi cái anh Bphone nhà ta thôi. Đây các bác nhìn thấy là cái làm một cái màn hình, nói chung là em không biết miêu tả kiểu gì luôn. Tuy nhiên thì nó cũng không bị khuyết tật, nhưng mà các bác nhìn thấy này, cái phần đây gọi là phần chán đấy, phần chán nó quá là dày luôn, và phần cầm ấy, phần cầm vẫn còn rất là dày đấy. Như anh Bphone nhà ta thì là cái phần cầm này thì là mỏng mỏng như những cái cạnh viền này đấy, còn phần chán thì như anh Bphone nhà ta thì cũng dày như thế thôi. Thì tổng quan thì nó chẳng hài hòa nó là cả. À, hơi hơi nói tục tí các bạn. Thì tổng quan thì nó cũng chẳng hài hòa thì đấy đâu cả đấy. Và hai cái cạnh viền này này đó, hai cạnh viền này các bác thấy nó cũng dày chẳng kém gì mấy con LG nhà mình, em nghĩ nó còn có thể nó còn dày hơn nữa các bạn. Đây cho các bác xem cái con G8 của em đây, đó nó em thấy là nó dày tương đương nhau các bạn đấy, tính từ một cái độ hiển thị cho màn hình đến cái khung viền thì em thấy nó chẳng khác gì nhau đó. Nói chung là về thiết kế thì chắc các bác nhiều bác cũng chẳng ưa gì cái con 4XL này cả, vì em thấy nó chẳng cân đối gì cả. Tuy nhiên thì cảm giác cầm nắm thì cũng rất là ok, có mặt lưng hơi hơi trơn trượt một chút, tại vì nó không không làm nhám mà nó làm bóng luôn đó. Cho nên là về cái phần cầm nắm thì cũng ổn thôi. Và cái màn hình của cái con LG, à quên, cái con 4XL này này, em cảm giác là nó hơi ám vàng một chút các bạn. Đây, vào một cái app nào đó chung cho các bác xem. Đây, ví dụ vào app
chờ em xíu nhé, cứ vào đây đi. Đó, tới đây em sẽ vào mở mắt cái độ sáng này các bác. Và đây em sẽ vào cũng vào cái app Chrome trên con G8 nhé. Đây. Đó. Để em vào một cái YouTube đi. Giống hết như comment này luôn. Ây à, nhầm rồi. Đây, nói chung là như này đi. Đây, các bác thấy đây. Ở một cái giao diện tìm kiếm y chang như nhau đây. Đó, các bác ngay ở cái chưa cần phải phải test gì nhiều. Đều mở mắt sáng màn hình hết nha các bác. Thì cái con 4XL này nó vàng hơn hẳn luôn. Đây là soi con G8 nhé. Em soi luôn con Wing luôn. Đây, cũng vào cái Chrome cho các bác xem. Đây, cũng tìm kiếm, em tìm kiếm đây. Cho con này sáng mắc cỡ lên nào. Con này mắc rồi nhé các bác. Không được các bác là em chưa mắc, mắc cỡ rồi đấy. Đó, thì ngay cả cái con quy này nó cũng màu nó cũng không vàng bằng. Đó, và ở em nhớ là trong cái màn hình của con này nó còn có một chỗ bật nữa là đây. Bật cái ánh sáng đêm này này. Thế nha các bác nhìn này, bật cái ánh sáng đêm này nó còn bị vàng hơn nữa. Đó các bác thấy không? Thì cái này thì bình thường thôi, tại vì bật cái này lên để mục đích để mà giảm cái độ hại mắt cho các bác ấy, thì cái này là bình thường thôi, không vấn đề gì. Còn ở bình thường thì nó cũng đã rất là vàng rồi. Rồi ok, thì đẹp hay xấu thì em không quan tâm, tại vì mắt mỗi người mỗi khác. Và cái con này cái màn hình nó có độ phân giải là 6,3 inch, nó độ phân giải nó lên đến gần 3K ấy. Và so với cái đương nhiên là so với cái phông chữ rồi các thứ ở hai con bên này, hai con bên Pixel và cái con Wing của em, thì nếu như các bác không dí sát mắt vào và các bác phải mắt rất là tinh thì các bác cũng có khi là các bác cũng không không phát hiện ở đâu. Thực sự là em cũng chẳng phát hiện ở đâu. Tuy nhiên thì cái cảm giác hoặc là cái độ đẹp, nếu tính về độ đẹp thì em vẫn thích con Wing hơn, thực sự là như thế. Vì con này nó có hơi vàng vàng em cũng không thích cho lắm. Và đặc biệt là cái con 4XL này, như em để ở cái màn hình này này, em nhìn các góc này, nhìn các xoay các kiểu luôn, thì nó không có hiện tượng kiểu là nó hơi bị chỗ này nó sáng hơn chỗ kia nó tối hơn đâu, gọi là hiện tượng không đều màu đấy. Em chỉ duy nhất ở cái này này, cái phần cạnh đáy này này, cạnh đáy của con 4XL này là nó hơi sáng hơn một chút xíu, em có cảm giác là hơi hơi thế thôi, đấy là cảm giác thôi. Từ tí em sẽ vào test thử xem nào. Thì tiếp theo ấy, em sẽ test một số cái cơ bản của cái máy này cho các bác xem. Thì thực ra là em đã tìm trên mạng cũng chẳng thấy ông nào chia sẻ cho anh em biết là cái lệnh ẩn hoặc cái mã ẩn nào trên con A4XL cả, nên em toàn phải tải app thôi. Thì trước tiên là cái app full test này này. Đó, thì trong cái full test này các bác có thể vào cái, thì các bác có thể biết được đó là tên này đó, và một số cái nữa, ví dụ như chung này, thì các bác có thể này, các mấy cái thông số cơ bản. Thì như chỗ này em thấy nó ghi hơi sai này, kích thước màn hình có 6,0 inch thôi, nhưng mà thực ra là nó là 6,3 inch cơ. Độ phân giải thì đương nhiên là nó, nếu mà chia lại thì nó bị sai, cái này sẽ cao hơn, thì nó phải bình thường nó sẽ thấp hơn. Đang chạy 12 này, và mấy cái này không còn trong đâu. Đó, CPU này, đó cũng không quan trọng mấy đâu. Đây GPU này, 640 này, và cũng chẳng quan trọng. Thì đây có cái bộ nhớ RAM này, thì bộ nhớ RAM này con này là 6 GB và thực tế nó chỉ có 5,4 GB thôi. Đó. Tiếp theo là cái bộ nhớ trong này, thì con này là cái bộ nhớ trong là 64 GB nhưng mà thực tế của nó chỉ còn 52 GB thôi. Rồi. SIM card thì nó cũng tí nữa bỏ qua đi, tí nữa em sẽ test trực tiếp luôn. Và trong này này
có cái manual test này, hoặc là các bác full test cũng được, nhưng em thử cái manual test này để cho các bác biết được là đủ thứ. Thì có vẻ test sim này đó, đấy nó check sim cho các bác nó ok, tại vì máy này em có check sim rồi, sim ok này, check wifi này, cái này em kết nối wifi rồi, ok này đó. Và đây là cái hiển thị màn hình display này, thì đây các bác có thể vào đây các bác test này, để các màu này đó, màu xanh này, màu trắng này, để các màu trắng này các bác nhìn xem nó có bị chỗ nào nó bị loang màu hay bị đốm sáng gì không đó. Ok thì ok, màu đỏ cũng thế thôi, màu xanh, màu đen rồi ok. Nói chung con này thì em thấy màn hình ok, chỉ là hơi ngả vàng thôi, em nghĩ là đấy là cái chung của Pixel rồi. Đây vào cái phần test camera này đấy, thì đây các bác test rồi đó, test camera trước rồi này. À, hơi em hơi rung tay, nói chung là ok, camera trước camera sau ok. À, rung này đó, các bác thấy nó rung rất mạnh này, đặt rung lại cho các bác xem đó. Rồi ok, rung ok. À, có một phần rất là quan trọng đó, cái phần cảm ứng này, thì đây các bác có thể di cái màn hình xem là nó có bị chết chỗ nào không đó, thì như cái này là em di là không sao, ok ngon rồi. À, phần tiếp theo là test cái phần âm thanh đó, thì đây các bác có thể là record. Ôi, cái gì lỗi gì đây, đem lại xem nào. Record alo 1 2 3 4, nó bảo lỗi gì đây các bạn, tao lỗi cái gì ấy? Có thể không mở được thôi, cái này em sẽ ra tị test test chỗ sau luôn. Cái phần đây là các nút này, nút ví dụ nút tăng âm lượng này, giảm âm lượng này, nút nguồn này đó, nguồn ok này, nút home này đó, nút home là cái vuốt lên này ok. Thì đây là phần sạc này, em sẽ thử cắm sạc luôn đó. Ở cái bên kia thằng bé đang đang khóc cho nên là hơi ồn, các bác thông cảm. Thì đây nó vừa check là báo là có sạc đó, bảo ok này, flash này đó, đèn flash ok. À, đây là check cái quái gì mà đã xong rồi. Rồi còn đây là cái check cảm biến tiếp cận này đó, các bác che tay vào nó ok là được đó. Thế đây nó có một số cái lỗi gì đây, thôi không quan trọng, nhưng mà mấy cái barometer, cái áp suất này thì chưa có nhá, chưa test được. Wi-Fi cũng báo lỗi gì đây, vớ vẩn, toàn báo vớ vẩn. Thôi được rồi, đấy là test sơ sơ thôi, còn đây là test sạc thì các bác phải rút ra, các bác cắm như thế này các bác mới biết là xem nó có nhận sạc nhanh hay không. Đấy, thế đây này đó, các bác thấy này, đây các bác thấy nó báo sạc nhanh này, chì cái này nó đang kiểu kiểu gì ấy. Đấy, đang sạc nhanh đó, các bác nhìn thấy rồi gì đó, nghĩa là nó có sạc nhanh đó, nó rất là củ chuối. Và đây tiếp theo sẽ là test cái phần quan trọng nhất là cái phần áp suất, thì các bác tải cái phần mềm đây này, sensor này đấy, rồi thì vào các vào đây, và đây cũng có rất nhiều cái để các bác test, ví dụ pin này đó kiểu thế. Thì nói chung là cũng như bên LG nhà mình thôi, nó một số cái nó cũng chỉ là để tham khảo thôi đấy. Wi-Fi này đấy, con quay hồi chuyển này đấy, các phương các hướng này không quan trọng cho lắm. Cái gì đây, chơi hay quá nhỉ, quảng cáo ác luôn. Bỏ qua đi, đây hình như với con quay này, thôi cũng không quan trọng, mấy cái này không quan trọng cho lắm. Đèn này, à đây là cái cảm biến ánh đèn này các bác. Đây ví dụ như ánh đèn của em đang là 209 này, ví dụ em bật thêm một cái đèn nữa chẳng hạn, đó lên cao chưa, đấy em bật thêm cái đèn ở đây nữa thì nó lên rất là cao, tắt đi này
đó, bật lên này, tắt đi này. Đó thì đấy là cảm biến ánh sáng rồi. Ok, hay phết. À, đây đây mới là phần quan trọng. Thì đây là cái phần cảm biến áp suất. Thì đây sẽ test xem là nó có giống bên LG nhà mình không. Thì bây giờ đó là con số là 1015.4, thì khi mà bóp ấy, thì nó sẽ nhảy lên và nó có thể nó sẽ về lại thôi. Thì bóp xem nó thế nào nhá. Bóp này, đó nó lên đấy. Nó lên những G20, 1020 đấy, xong là nó lại trở lại. Bỏ tay ra, bóp, bỏ tay ra đấy. Thì cái áp suất này nó cũng rất là tương tự như LG nhà mình thôi, bóp phát nó sẽ nhảy lên và nó sẽ quay trở lại thôi, mặc dù là tay mình vẫn đang giữ nhé. À, tuy nhiên thì con này thì em thấy là nó nhảy rất là cao. Đây ví dụ bác này, đã bác để ý nhé, nó đang 1015 nhé, nó lại lên 1020 luôn đó, 1019, 1020 đó. Thì như cái con này thì em thấy là cái độ nhảy nó khá là cao, thì em nghĩ đó là tùy mỗi hãng thôi. LG mình thì nếu mà nhảy cao như này em thấy là không tốt cho lắm đâu, em nghĩ là nó hiện tượng pin phồng thôi. Còn thường thường LG nhà mình nó nhảy khá là thấp. Hay còn con này, còn cái Pixel này thì em thấy là nó nhảy rất là cao luôn, mặc dù như lúc đầu em thấy là cái viền, cái khe hở giữa màn hình và khung viền nó có đấy, nhưng mà nó vẫn nhảy rất là cao, có nghĩa là con này còn áp suất. Rồi đây là cái cảm biến tiệm cận đây này, các bác che vào chỗ này đấy, nó về không này, đang năm này, nó về không này. Đó có nghĩa cảm biến tiệm cận ok. Rồi ở mấy cái cái này nó có cả cảm biến bước chân nữa các bác này. Đó thì các bác cái này thì chắc chắn các bác phải đi lại hoặc cái gì đấy thôi. Rồi cái này cũng không quan trọng. Mấy cái này nữa thì cũng các đường thẳng này các. Ôi, quá buồn cười đấy nhỉ, quảng cáo liên tục luôn. Rồi, ok. Nói chung là test mấy cái này thì ok rồi. Và bây giờ em sẽ test cái việc nghe gọi xem nó thế nào nhé. Tại vì có sim có sóng mà. Đó. Cái này vẫn là quan trọng. Cái chỗ em sóng nó hơi 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 yếu các bạn, nhiều khi gọi mãi không được luôn đấy. Đấy, mất cả sóng. À rồi. Đó. Thì em thấy là đấy. Loa thoại ok này. Loa ngoài ok này. Và cái con Pixel này nó cũng không có ghi âm cuộc gọi đâu các bạn. Đây các bạn nhìn thấy này, không có ghi âm cuộc gọi đâu, không như LG nhà mình. Rồi, ok. Tiếp theo ấy, em sẽ test về cái phần âm thanh xem nó thế nào. Thì đây, các bác có thể này, đây là phần âm thanh này. Đó. Thì cái này nó sẽ không có DAC như bên LG đâu, cho nên các bác cũng không phải tìm. Thì em cũng đã thử nghe bằng tai nghe cái con 4XL này rồi. Thì ở đây em không có cái, tại vì cái 4XL này nó không có cái jack 3.5 đâu, cho nên là cái chất lượng âm thanh của nó em thấy nó ở mức bình thường thôi. Cái này thì em chỉ nói mồm được thôi, tại vì mỗi người sẽ có một cái tai nghe khác nhau. Tuy nhiên thì đây so sánh ngay cả với con LG Wing của em đây, LG Wing của em cũng không có jack 3.5. Và hai con để em đều nghe bằng một cái tai nghe và đều cùng nghe một cái bản nhạc, thì em thấy là con LG Wing ấy, nó vẫn có thể nó ổn hơn đó. Thì đấy là cái cảm nhận riêng của em thôi, chứ còn tùy các bác thôi. Cái phần âm thanh thì không thể mà bảo là đưa cái ý kiến cá nhân của em để áp dụng cho tất cả được, thì đấy là tùy các bác. Tuy nhiên em vẫn thích cái âm thanh ở trên LG hơn. Và đây là cái test cho các bác biết được cái loa ngoài xem nó thế nào, nhiều khi nó có bị rè không. Đấy. Đấy, loa trên này, loa trên này. Đấy, đang phát loa trên nhé. Em sẽ bịt cái loa dưới này. Rồi. Bịt loa trên này. Đang bắt loa dưới. Cả hai loa này. Mắt rồi. Rồi.
Thì như các bác cũng thấy rồi đấy, nếu các bác có thể không nghe được, nhưng mà cái loa ở trên này này thì cái mức âm lượng của nó em thấy là nó hơi nhỏ hơn một chút so với cái mức âm lượng của cái loa dưới. Và khi mà mở mắc âm lượng như vừa rồi ấy, thì em cảm giác là nó hơi bị bể tiếng ấy, nó kiểu kiểu như thế. Thì đó là cái cảm nhận riêng em thôi. Và cái âm bass thì cũng có nghe được đấy, nhưng mà nó cũng ở mức bình thường thôi. Và em cảm giác là cái stereo của nó không được đồng đều cho lắm, tại vì cái loa bên này to hơn một chút. Rồi, thì đây là cái phần âm thanh. Tiếp theo ấy là về phần bảo mật. Thì cái con 4XL này này, nó không có vân tay và cũng chẳng có cái vân tay trong màn hình luôn. Và nó thay bằng đó là cái bảo mật bằng Face ID. Thì cái Face ID này nó như kiểu con G8 và iPhone X ấy, nó là Face ID 3D. Và em thấy là nó mở rất là tốt luôn. Để các bạn có thể thấy này. Đây này. Em đã cài cái khuôn mặt của em vào đây rồi, và sẽ thử mở mắt, thử mở cái máy này bằng cái khuôn mặt cho các bác xem nhé. Thì đây đây là cái em tắt đi này. Đấy. Và mở một khuôn mặt. Đấy, thì cái con này nó không thể là nó không không làm được là ví dụ như đang đang đút túi quần này chẳng hạn. Đấy, đang túi quần như này nhé. Xong rồi các bác mở ra. Đấy. Ô. Đây các bác nhìn thấy không? Thậm chí nó còn chẳng tắt cái onboard display nữa cơ. Thì khi bác mở ra cái này, thường thường là LG nhà mình hoặc những hãng điện thoại khác chẳng hạn, thì nó sẽ mở cái màn hình khóa cho các bác luôn. Tuy nhiên thì con này các bác phải bật sáng màn hình lên. Đó thì nó mới mở đó. Và thấy không? Em làm lại đấy. Bật sáng lên. Đó thì nó mới mở. Và con này thì nó cũng có cái chức năng là gõ 2 lần vào màn hình để mở sáng màn hình. Tuy nhiên thì em thấy là nó không được nhạy, nó không được ăn mấy. Em gõ thỉnh thoảng nó bị trượt hoặc là nó không nhận này. Đấy, nhiều khi nó không nhận đấy. Đấy. Thì nó không được nhạy bằng LG nhà mình không? LG mình phát một là lên luôn. Đó. Và LG mình nó còn là chạm 2 phát để mà tắt màn hình, thì con này không có đâu nhé. Con này chỉ có chạm 2 lần để mở màn sáng màn hình thôi, còn chạm 2 lần để tắt thì không có. Hoặc là có thể là trong cài đặt em chưa tìm thấy, nhưng mà em thấy là không có. Đó. Thì ngay cả việc mà em đeo kính, đây, em có đeo một cái kính, thì kính này là kính bình thường thôi. Đấy, em đeo vào rồi đấy. Thì em cũng cho nó mở 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 sáng khuôn mặt thì nó vẫn nhận diện được ok các bạn. Đó. Và ngay cả em nhắm mắt luôn. Đấy, nhắm mắt nó cũng mở luôn các bạn. Đó thì cái việc nhận diện khuôn mặt bằng Face ID của con 4XL này thì em thấy nó ngon. Nó có thể là mở dễ dàng và cũng khá là thuận tiện. Đó, tuy nhiên thì em vẫn thích cái vân tay vật lý hơn. Cái đó thì tùy sở thích của mỗi người thôi. Còn tâm em có dùng G8 đây thì em chẳng dùng cái Face ID nó bao giờ. Và ngay cả con Wing này cũng thế. Con Wing này thì cái vân tay của nó trong màn hình cũng rất là củ chuối luôn. Nhiều khi là đấm mãi nó mới lên. Thì con 4XL này thì bằng Face ID 3D cũng ổn đấy, nhưng mà mỗi người một tính, cho nên là ra có cái vân tay đây như cái thời 3 thì cũng ổn. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo em sẽ test về phần camera. Thì cái camera này lẽ ra là phải muốn nó chính xác hơn thì sau này em sẽ làm một cái clip để so sánh nó với con Wing này xem nó thế nào. Chứ bây giờ em chỉ test camera như thế này thôi để mà xem nó có hoạt động bình thường hay không thôi. Thì đây là cái góc bình thường này. Góc hẹp này, nó không có góc rộng các bạn. Đó. Chỉ có thế thôi. Và các bác chính là do nó không có góc rộng này này, cho nên là nhiều nhiều cái bản mod cam ấy, nhiều cái mặt cốt mod cam Google Pixel 4XL cho LG nhà mình ấy, là nó không có góc rộng này. Vì vậy vì có 4XL này nó có góc rộng đâu. Đấy, các bác thấy đấy. Thì đây là cam trước này. Đấy, các bác nhìn này. Đó, cam trước này. Cam trước thì có góc rộng. Đấy, cam sau thì không có. Đó, và chân dung các thứ thì cũng có hết. Đó thì sau này em sẽ mang nó đi so sánh nhé. Còn bây giờ là em sẽ thử quay phim nó trong vòng 2 phút xem là đây, để vào 4K 60 luôn. À, nó không có 4K sẽ không 60. Và xem là nó sẽ tụt bao nhiêu nhé. Thì đây đang là 61% các bác nhìn nhé.
Đó, em sẽ để em sẽ quay phim 4K. Cái này nó không có flash đâu. À, không có 60 thì bật flash luôn. Đang ở 61. Đấy, em sẽ quay 2 phút xem là pin nó tụt như thế nào. Thì như ở cái màn hình này này. Như ở màn hình em đang quay đây này. Thì cái chất lượng hình ảnh thì cho ra em thấy cũng rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì cái khả năng chống rung ấy, các nhìn này. Đây này, nó đang bật cả siêu chống rung này sao này. Đây này, cái bàn tay này này. Thì cái này không biết là như thế nào, nhưng mà khi mà chuyển cảnh như này này, hoặc là hơi giật lắc cái khung hình ở đây, thì em thấy là cái khung ảnh ấy, nó hơi bị giật giật một chút. Để em sẽ test cho các bác con Win của em xem thế nào. Đây, cái con Win mở cái nhận diện vân tay rất là của chuối luôn. Thì đây em sẽ cũng để cho độ 4K luôn nhé các bác. 4K luôn. 4K luôn đó. Quay này. Đây này, các bác thấy này. Đó, khi mà cái rung lắc cái con Wing này, nó sẽ cảm giác là nó sẽ mượt mà hơn một chút, vì có vẻ chống rung của con Wing nó phải tốt hơn một chút. Thì sau này em sẽ so sánh một cái cụ thể hơn, chứ bây giờ chỉ là test thôi. Đó, chất lượng hình ảnh thì em thấy nó cũng như nhau thôi. Em nhìn trên Wing thì có vẻ nó đẹp hơn đấy. Thôi rồi, cái này thì cũng không biết được. Nhưng mà tuy nhiên ấy thì là đèn nháy đã bị tắt là như nào, đang quay mà tự tắt là như nào, không hiểu luôn. Thôi kệ, xử nó đi. Đấy, các bác thấy này, bây giờ không biết nó thông báo gì, em chưa kịp đọc, nhưng mà đang quay thì cái đèn flash nó tự tắt mất. Chắc là như là nó báo lông máy quá hay sao. Thôi kệ, xử nó đi. Rồi, là đến 2 phút thì em dừng lại. Sao lại tự tắt được cái flash nhỉ, không hiểu. Ok, 2 phút rồi. Đó, thì đây, các bác nhìn thấy đây này. Cái phần trăm pin của nó ấy, nó về 59% thì mất khoảng 2%. Thì như thế em thấy là cái pin và cái camera của con này là hoạt động ok nhé. Thì tiếp theo ấy, em sẽ nói về cái phần mềm của con này. Thì các bác cũng biết rồi đấy, Google thì đương nhiên là nó sẽ được hỗ trợ cái phiên bản phần mềm mới nhất và cũng nhanh nhất luôn. Thì đây, các bác có thể thấy này. Các bác đã thấy là cái con 4XL này đã lên Android 12 rồi. Đó, Android 12 rồi nhá. Đó, này, số bảng cái thứ này này. Đó. Và email của nó đây. Thì như em tham khảo được ý, thì email thì nó có hai dạng, một là cái số đầu này, nó là dạng 99 và 35. Thì dạng 99 thì thường là thấy anh em bảo là ngon hơn. Còn 35 ấy thường thường là phải ăn nóc này nóc kia gì đấy nữa, em không rõ, nhưng mà có vẻ nó kém hơn. Thì có một cái điều khá là nhỏ thôi, anh em mà vào vạch thì có thể để ý, thì đó là cái việc mà mở cái mã OM ấy. Thì các bác muốn xem máy mình đã mở được OM chưa ấy, thì các bác có thể làm như này. Tại vì cái mã OM đấy là khi mà mở được rồi, các bác có thể up ROM rồi vục vạch nó mới được. Còn nếu mà không mở ấy, thì nó thường là không vào vạch ROM được. Thì đây, các bác muốn biết máy mình đã mở chưa thì các bác phải bật được cái tùy chọn nhóm phát triển. Thì nó cũng y chang như những cái máy khác thôi, các bác bật tùy chọn nhóm phát triển thì các bác vào đây, các bác phải vào, ví dụ đây, cái này thì đã bật rồi này, nhưng mà đây nếu như chưa bật ấy, thì các bác vào đây đó, các bác vào phần giới thiệu điện thoại nhé các bác. Cái số bản dựng này này các bác chạm 7 lần vào, tại vì cái máy này bật rồi thì không nói, nhưng mà nếu các bác nào chưa bật ấy, chưa bật được cái này, thì các bác chạm 7 lần vào cái này thì nó sẽ ra, cứ chạm thoải mái thì 7 hay 8 lần được. Rồi các bác quay trở lại. Đấy, thì các bác vào phần hệ thống. Đấy, thì các bác đã thấy được là cái phần tùy chọn nhà phát triển ở đây rồi. Đó, thì các bác vào đây. Các bác kéo xuống đây này. À, có cái dòng mở khóa OM đây này. Đấy. Thì khi mà bật được cái này lên ấy, thì các bác vào vạch nó mới xứng đời, nó mới được. Còn không bật được thì các bác rất nhiều hạn chế. Đây này, cái máy này đã vào vạch đây được rồi. Đó. Đấy, vì trong này thì có một số thứ để các bác vạch nữa, ví dụ gỡ lỗi, để bật gỡ lỗi để mà cho máy tính nó nhận cái thứ là ok. Để em xem bên dưới xem là có mấy cái phần để tăng tốc hệ thống không. Đây này, nó cũng có luôn này các bác. Mặc mặc dù là cái đây này,
cái chỗ mấy cái tỷ lệ này thì đây người ta đã để hết 0.5 rồi. Thường thường là cái LG nhà mình nó là một chấm như này, một x như này này, thì nó khá là chậm, nó hơi hơi chậm chậm hơn, thì chuyển hết về 0.5 nó sẽ nhanh hơn ấy. Thế cái này nó cũng có y chang rồi các bạn. Nó cũng chẳng có cái gì khác LG nhà mình mấy. Trong này có mấy cái để các bác vào vạch thôi, nó cũng y chang LG thôi, OM và cái gương lỗi USB này đó, thì nó y chang thôi. Và có một cái vấn đề cũng khá là nhỏ thôi, tuy nhiên các bác nếu mà mua Pixel ấy, thì có thể kiểm tra cái này, đó là cái phần phần máy mình có hai sim hay không ấy. Thì đây các bác phải cắm sim vào các bác mới biết được nhé. Thì khi mà các bác cắm sim vào rồi, cái chỗ báo này này, báo này này, cái sim Viettel này, thì nếu mà có dấu cộng ở đây nữa ấy, thì là máy của các bác sẽ là có hai sim nhé. Và hai sim này nó sẽ một là sim vật lý, một sim eSIM nhé. Thì các bác vào phần này vì các bác sẽ đăng ký rồi nói chung là tải cái phần mềm eSIM xuống rồi các bác làm các bước đằng sau nữa, thì cái này em không tải tại vì nó có thể là liên quan đến mua bán rồi các thứ thì em không tải. Thì nếu như có dấu cộng này thì các bác là có eSIM, và mặc định là 4XL thì nó có eSIM rồi. Tuy nhiên thì cái đời 3, đời 2 ấy, thì có thể là máy có máy không, thì các bác cặp sim mà các bác kiểm tra như thế xem có không nhé. Rồi thì trở lại thì từ nãy giờ em đã kiểm tra được khá nhiều thứ rồi. Có thể là thiếu sót này thiếu sót kia thì các bác nào dùng Pixel quen lâu năm thì có thể là comment bên dưới cho em nhé. Chứ cái máy này thực sự là cũng không phải là chuyên ngành của em, chuyên ngành của em vẫn là LG. Thì như em test từ nãy giờ rồi, ngoại hình thì con này ok, có thể là 98 đến 99% như thế là ổn rồi. Màn hình đẹp không ngã mố gì cả, không bị lệch màu gì cả. À cũng chưa nói các bác là cái phần bo cong của màn hình này, phần bo cong của cái con 4XL này nó bo rất là nhiều luôn, nó bo dã man luôn đấy. Nói chung là cái kiểu bo này em cực ghét luôn, nó gây cho cảm giác kiểu như lữ tinh quá ấy. Thì cái này thì nó cũng vừa là phần thẩm mỹ thôi, các bác thích thì ok, còn không thích thì có thể các bác chê cũng được đó. Âm thanh thì loa thoại rồi loa ngoài ok hết, sim ok hết, song sánh 4G rồi, đèn tắt rồi rồi LTE ok hết đó, LTE ok hết nha các bác. Rồi thì nói chung là camera nữa cũng không xước gì cả, hoạt động tốt, thì pin nữa cũng là rất ổn. Thì như con máy này ở cái máy cũ thì em thấy nó ổn rồi. Và để có một cái đánh giá chi tiết nhất về cái camera nữa thì em sẽ mang nó đi so sánh với con Wing, và sau này nếu có iPhone cái thứ nữa thì em sẽ so sánh để xem nó thế nào, và hẹn các bác một cái bài so sánh về camera sau. Còn bây giờ hiện tại là em test cái máy này cho một bác cũng trong nhóm của mình thôi, thì em thấy là ok, là rất là ổn rồi. Rồi ok, chào các bác.